Kia Morning động cơ là 1.2 260 triệu anh chị. Kia Morning SE phiên bản đủ đời 2016 giá bán là 225 triệu. Số tự động đời 2010 giá là 195 triệu. Còn bớt lọc cho anh chị em mình đến trực tiếp xem xe. Đây là phiên bản đủ nha, động cơ 1.2 đời 2016 chỉ có 200 triệu thôi. Đời 2017 có 210 triệu thôi anh chị. Đời 2010 số tự động chỉ có 205 triệu thôi. Động cơ này có 1 chấm thôi anh chị. Hello, mến chào tất cả quý cô chú anh chị em. Và hôm nay thì em Tài sẽ giới thiệu một những cái mẫu xe mà nhỏ gọn nè, tiết kiệm nhiên liệu nè, che nắng che mưa, đưa con đi học anh chị ha, rất là hợp lý. Đặc biệt là ngay cái thời điểm này, giá cả là một cái vấn đề mà rất là hợp lý nha anh chị, rất là nhiều anh chị em quan tâm. Và hôm nay thì giới thiệu đến anh chị em một cái mẫu xe đời 2019 Kia Morning, động cơ là 1.2 anh chị. Giá bán của bên em là 260 triệu anh chị. Nói chung là một chiếc xe mà đời khá là cao, 2019 thì anh chị là yên tâm. Thứ nhất là về máy móc nè, gầm bệ nè, cứng cáp không có mục mọt gì anh chị ha. Xe đã được trang bị nè, bánh mâm đúc rồi, sẵn hết rồi. Sở hữu một cái nước sơn màu trắng nè, cũng khá là dễ nhìn anh chị ha. Một cái màu trắng có rất là nhiều người yêu thích anh chị. Đời 2019 anh chị, nói chung là những anh chị nào mà mua che nắng che mưa để mà đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm, mình đi chiếc xe Kia Morning này thì rất là bền bỉ. Được có một cái nữa là sao anh chị, nó nhỏ gọn, mình quay đầu quá anh chị, mình đưa con cái đi học rồi đó, rất là thuận rồi, rất là dễ luôn, mà rất là an toàn nữa anh chị. Em mời anh chị chúng ta cùng nhìn sơ vào phía bên trong khoang nội thất ha. Nói chung là khoang nội thất là rin theo xe, ghế da rin theo xe. Cái cốp xe của Kia Morning thì nó cũng là vừa phải thôi, nó phù hợp với lại cái mình thùng khung gầm của nó, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu anh chị ha. Đặc biệt thêm cái là máy số nè, kêu chỉ là anh chị là yên tâm, là nguyên bản của nhà sản xuất hết. Về động cơ máy móc thì bên em là sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng. Biển số 49A24605 sẽ được trang bị cầm dây anh chị ha. Bên em là sẽ hỗ trợ là bao rút hồ sơ cho tất cả quý cô chú anh chị em mình. Hoặc là khi mà anh chị mà mua xe anh chị ha, có những cái vết trầy rửa nào đó thì bên em là sẽ dặm, hỗ trợ cho anh chị là dặm tút lại anh chị ha, để cho mình có một chiếc xe nó đẹp, nó như cái ý muốn của mình luôn anh chị. Để mình về nhà mình đi, mình không cần phải làm gì nữa hết anh chị. Chỉ có 260 triệu thôi anh chị, là chúng ta sẽ sở hữu một chiếc xe Kia Morning đời 2019 nha anh chị. Form dáng anh chị ha, rất là đẹp. Tiếp theo thì em mời anh chị chúng ta cùng đến với một cái mẫu xe Kia Morning luôn, nhưng mà phiên bản này là bản đủ nha anh chị. Hồi sớm là em giới thiệu anh chị là một cái phiên bản thiếu nhưng mà đã được lên bấm mông rồi. Nhưng mà đây là một cái phiên bản đủ Kia Morning SE nha anh chị. Đời 2016 giá bán là 225 triệu. Bên em sẽ bao rút hồ sơ. Bản đủ thì nó có gì anh chị ha. Thứ nhất nè, đèn đó là đèn bi, bi Canon anh chị ha. Mâm đúc rin theo xe. Bốn cái lớp cũng còn khá là dày. Tích hợp xi nhan gương. Tiếp theo nữa là mệnh chị chúng ta xem về phía bên trong khoang nội thất nè. Vô lăng thì tích hợp. Xe được trang bị là hộp số sàn. Động cơ là 1.2 nha anh chị. Đây, xe được trang bị đề style top luôn rồi, rất là tiện lợi luôn. Nói chung là xe này là không có chạy taxi dịch vụ một ngày nào hết. Để em kiểm tra là udo của xe này đi bao nhiêu nha anh chị. Udo xe này thì đi chắc cũng cỡ hơn 100.000 cây ha anh chị ha. Rồi để em kiểm tra luôn cho chính xác anh chị nè. Đúng y luôn, xe này udo là chỉ có 103.000 cây ha anh chị. Đây em mở cho anh chị cùng xem nè. Đây udo 103.000 cây nha anh chị. Đúng chất xe gia đình luôn, anh chị yên tâm. Máy móc thì bên em này cũng sẽ bảo hành động cơ máy móc cho anh chị là 3 tháng, nên là anh chị là yên tâm. Còn về mà keo chỉ này kia nọ là còn nguyên bản nguyên rin hết anh chị. Nội thất cũng là rin theo xe luôn. Đây là một chiếc xe gia đình, đi rất là kỹ càng, cho nên là anh chị nhìn anh chị sẽ thích ngay cái chất xe gia đình. Mình nhìn tất cả một cái chi tiết ngóc ngách rồi anh chị ha, nhìn là mình biết liền. Còn xe dịch vụ là nó khác anh chị. Chiếc xe nào có dịch vụ là em sẽ báo dịch vụ nha anh chị, còn gia đình là em báo xe gia đình. Đây phiên bản này SE.
xe được sở hữu một cái nước sơn là màu đỏ anh chị ha. Còn mấy cái mà đen đen này chị nè, đen ở trên này là chủ xe á, người ta dán cái một cái đề can màu đen lên nha chị. Thêm một cái nữa là xe của mình đăng kiểm là còn khá là dài, còn gần 2 năm nữa tới tháng 6 năm 2025 nữa anh chị. Biển số là 60A28649. Bên em là sẽ bao rút hồ sơ cho tất cả quý cô chú anh chị em mình ở 63 tỉnh thành luôn nha. Và tiếp theo thì em mời anh chị chúng ta cùng đến với một cái mẫu xe Kia Morning. Phiên bản này là phiên bản số tự động, đời 2010 anh chị. Xe này đã được lên full option luôn rồi, màn hình cam da, camera 360 độ đầy đủ hết. Đây là một cái dòng phiên bản đủ nha anh chị, cho nên là bánh mâm này ở trước là thắng đĩa, ở sau là thắng đùm nha anh chị. Số tự động nó đi rất là mượt mà luôn. Và em cũng báo giá nhanh luôn, giá là 195 triệu, còn bớt lọc cho anh chị em mình đến trực tiếp bãi xem xe số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thì cái dòng này là một cái dòng số tự động, cho nên là vợ hoặc là chồng đi gì cũng đều được hết anh chị ha. Rất là dễ sử dụng, rất là thoải mái. Động cơ máy móc bên em là vẫn là bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng, anh chị là yên tâm nha. Cái dòng mà Kia Morning thì anh chị biết là một trong những cái dòng mà trong phân khúc A thì máy móc nó là rất là bền bỉ nha anh chị. Cho nên là mình đi là yên tâm, không có sợ mà bị nằm đường, nằm xá gì hết anh chị. Tiếp tục em xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị em mình một cái mẫu xe, đó là Kia Morning nha. Tiếp tục luôn, biển số là 48A16638. Thì dòng này là động cơ 1.2, được sản xuất vào đời 2016. Đây là phiên bản đủ nha anh chị. Và giá bên em đang bán với một cái mức giá rất hợp lý cho anh chị luôn, chỉ có 200 triệu thôi. Máy số thì bên em là sẽ bảo hành động cơ máy móc cho anh chị là 3 tháng, anh chị là yên tâm. Bây giờ em mời anh chị ha. Cái thời điểm này là anh chị đi mua xe là nó rất là hợp lý nha anh chị. Tại vì sao anh chị? Có rất là nhiều người ta đi bán xe, và người mua thì cũng khá là ít nha anh chị. Cho nên là cái giá thành nó rất là hợp lý. Thì có nhiều anh chị là thắc mắc tại sao có chiếc xe nó mắc hơn 20 triệu, có những chiếc xe nó rẻ. Tại vì có những cái chiếc xe là mình mua vào cái thời điểm cao á anh chị, cho nên mình bán, nếu mà mình bán xả bán thấp xuống thì nó lỗ, người ta gồng. Còn bây giờ có những chiếc xe là sao? Là mình mua rẻ cho nên mình bán rẻ, thì cái giá thành nó rất là dễ tiếp cận với lại cái người tiêu dùng. Ví dụ chiếc xe này đi, hồi sớm em cũng có một chiếc xe Kia Morning luôn, mà bản đủ 225 triệu. Còn đây là cũng là Kia Morning luôn, bản đủ luôn anh chị luôn ha. Nhưng mà bên em mới mua về cái giá nó thấp hơn, ngay cái thời điểm này thì bên em sẽ bán cho anh chị là cái giá thấp hơn, đó là chỉ có 200 triệu thôi anh chị. Chúng ta sẽ có một chiếc xe Kia Morning phiên bản đủ đời 2016 anh chị. Đây, được sở hữu một cái nước sơn là màu trắng ngọc trai, bản đủ anh chị, phiên bản Kia Morning SE. Đây, mời anh chị chúng ta cùng xem phía bên trong khoang nội thất nè. Đây, sạch sẽ. Xe đã được lên màn hình cam da đầy đủ hết rồi. Xe được trang bị là hộp số sàn nha anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong, em coi thử là xe của mình là Udo đi bao nhiêu anh chị ha. Bánh nè, bánh mâm nè, rinh theo nó luôn anh chị ha. Để em xem thử là cái Udo nó bao nhiêu. Xe của mình là Udo là đi 140.000 cây nha anh chị. Nói chung là một chiếc xe hơi mà đi 140.000 cây thì không có bao nhiêu hết anh chị. Kính bấm là auto tự động nè, tất cả mọi kính bấm, nút bấm là anh chị hoạt động bình thường hết. Thì cái dòng mà phiên bản đủ anh chị thì nó sẽ có gương gập điện luôn anh chị ha. Đây, mời anh chị nè, kính bấm auto, gương gập điện nè, rồi gương chỉnh điện thì mình bấm ở đây ha, lép bên trái nè, đó mình chỉnh nè ha anh chị ha. Đó, đầy đủ chức năng hết. Biển số là 48A16638 anh chị ha. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mẫu xe nào thì hãy comment biển số phía dưới để chúng em là có đội ngũ nhân viên là hỗ trợ kỹ thuật cho anh chị ha, hỗ trợ tư vấn gửi hình nhiệt tình cho anh chị luôn. Xe bên em thì còn rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì cái clip này thì em sẽ giới thiệu những cái mẫu xe mà Kia Morning thôi, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ anh chị ha. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị em một cái mẫu xe Kia Morning nữa, đời 2017, đời khá là cao. Động cơ của em này là 1.25 nha anh chị. Và hiện tại là bên em đang bán với một cái giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 210 triệu thôi anh chị. Mời anh chị chúng ta cùng xem ha.
Thì đây là một cái dòng phiên bản thiếu, nhưng mà được có một cái là chủ xe đã lên mâm nút rồi. Em mời anh chị chúng ta cùng đi vào phía bên trong cái khoang nội thất chúng ta xem nè ha. Xe này được trang bị màn hình cam gia hết rồi anh chị. Udo của xe này thì đi là 200.000 cây nha anh chị. Đây, tuppy tup lô nè, còn khá là đẹp luôn anh chị ha. Bên em đã kiểm tra chuẩn chỉ hết rồi. Đời 2017 nè, giá là 210 triệu anh chị. Động cơ là 1.25. Kính bấm nè, auto tự động, tất cả mọi thứ. Máy móc là anh chị yên tâm, máy móc là nguyên rin, nguyên bản của nó luôn. Nội thất thì sạch sẽ, tuppy tup lô. Xe được sở hữu một cái màu, đây là màu ghi vàng nha anh chị. Đây là màu ghi vàng, cho nên là nhìn nè, rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Đèn đuốc anh chị nhìn nè, còn mới tinh nè. Biển số là 60A41287. Giá là chỉ có 210 triệu, đời 2017 nha anh chị, đời cao. Anh chị thấy không, đóng cốp rất là nhẹ nhàng luôn. Cửa nẻo nè, anh chị đi mua một chiếc xe á, anh chị coi nè, cửa nẻo mình bấm nhẹ nhàng. Những cái cửa mà nó bị lỗi anh chị, mình đóng rất là cực. Đây, đóng rất là nhẹ nhàng luôn. Tất cả mọi cái viền ha, xung quanh anh chị nhìn rất là liền lạc luôn. Bản thiếu là sao anh chị, là nó không có tích hợp bánh mâm nè, xi nhan gương nè, đèn canon anh chị ha, đèn bi. Đây là một cái bản thiếu nha anh chị, nhưng mà đã được lên bộ bánh mâm. Đèn thì vẫn là đèn halogen anh chị. Đăng kiểm là còn khá là dài, còn tới tháng 5 2025 là anh chị, còn gần 2 năm nữa. Anh chị xem ha, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo em mời anh chị chúng ta đến với một cái mẫu xe Kia Morning đời 2010 anh chị, số tự động. Giá bán rất hợp lý, chỉ có 205 triệu thôi. Đây, xe được sở hữu một cái nước sơn là màu bạc. Cái dòng này là dòng nhập Hàn Quốc anh chị. Xe mà nhập Hàn Quốc thì máy móc này, gầm bệ này, thùng bọng này, nó cũng sẽ cứng cáp hơn những cái xe mà lắp ráp ở Việt Nam là cái điều bình thường nha anh chị. Đời 2010 thôi, nhưng mà được có một cái là đây là một cái dòng phiên bản đủ, cho nên là có tích hợp nè, bánh mâm nè, xi nhan gương nè, tất cả mọi thứ. Vô lăng trợ lực điện anh chị ha, rất là nhẹ nhàng luôn. Xe được trang bị màn hình cam gia đầy đủ. Ghế này là ghế xịn nha anh chị. Ghế được bọc hai loại, một loại thứ nhất đó là da, cái hai là nỉ. Chính giữa là chúng ta nỉ nè, hai bên là da, ngồi rất là êm ái luôn. Nói chung là phía bên ngoài nè, bên em cũng đã dặm tút hết lại rồi, cho nên là nhìn chiếc xe còn khá là mới anh chị. Kia Morning 5 chỗ, rất là thích hợp dành cho gia đình chúng ta đi ha, đưa con đi học này, che nắng che mưa anh chị ha. Đây, nói chung là tất cả những cái dòng xe là bên em mà đều có bánh xe cua này, đội này, đầy đủ hết anh chị. Anh chị là yên tâm, anh chị mà mua bên em mà những cái xe nào mà nó chưa có bánh xe cua, chưa có đội là bên em là sẽ hỗ trợ lên hết anh chị. Biển số là 60A120462010, số tự động, có cảm biến ve luôn anh chị. Bên em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị. Kia Morning đời 2011, số tự động. Động cơ là, động cơ này hình như là có một chấm anh chị, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Số tự động, giá là rất hợp lý, chỉ có là 205 triệu thôi anh chị. Rồi, anh chị nhìn ha. Bây giờ em sẽ kiểm tra luôn cái đăng kiểm thôi à. Đăng kiểm thì còn tới tháng 11 2023. Nếu mà anh chị sở hữu chiếc xe này là bên em là sẽ hỗ trợ là đăng kiểm mới cho anh chị luôn, tặng cho anh chị một cái đăng kiểm mới luôn. Rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu những cái mẫu xe mà Kia Morning là hiện tại đang có bên bãi Pháp Anh. Và tất cả những quý cô chú anh chị em mình mà quan tâm những mẫu xe nào thì hãy comment bình luận phía bên dưới, hoặc là chúng ta có thể là nhấc máy lên gọi đến số tổng đài của nhân viên là số 0777 55 462, hoặc số điện thoại là 0988 11 554. Và em xin được kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở địa chỉ số 900 quốc lộ 1A. Rồi, xin chào.